Iren tán chuồng cốc pha Việt là một giải pháp thi công ti xuyên tường, gông trụ, dầm, đà và nhiều ứng dụng khác. Hãy gọi hotline bên dưới để được tư vấn sử dụng. Iren tán chuồng cốc pha Việt có các loại từ 12, 16, 17 phù hợp cho tất cả các loại công trình dầm, đà, trụ, tường. Từ kích thước 100, 200, 300, 400, 500, 600, thậm chí đến 1.000, 2.000, 3.000. Chúng tôi nhận gia công các loại ti ren tán chuồng 12, 16, 17 theo kích thước khách hàng yêu cầu, từ 100, 200 đến 3m, 6m, 12m, miễn phí cho các khách hàng đặt với kích thước theo yêu cầu. Mọi chi tiết liên hệ công ty Cốp Pha Việt để được hỗ trợ tư vấn và báo giá qua hotline 0967849934 hoặc 0932087886. Chúng tôi luôn cam kết với khách hàng là sản phẩm của mình là chất lượng nhất với đầy đủ các tiêu chí về tải trọng, trọng lượng và các tiêu chí về bản test lực của sản phẩm ti ren tán chuồng. Chúng tôi luôn cam kết hàng công ty Cốp Pha Việt là sản phẩm chất lượng nhất với mức giá tốt nhất cho khách hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm làm sao để đạt hiệu quả và an toàn nhất trong xây dựng. Ngoài ra, anh chị có thể truy cập vào website copphaviet.com để xem được nhiều sản phẩm hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.